đêm đã khuya xương mỗi lúc càng dày thêm hà lan phong đạp nhẹ trên xương giống như đang đi trình mây toàn thân của chàng đều bị xương bao phủ khiến cho thân hình của chàng càng mơ ảo và mông lung hơn nếu như không có hơn năm mươi lượng bạc ở trong người chắc có lẽ chàng đã bay lên trên không có một câu tục ngữ nói rằng khi vận mệnh đến cho dù có cao to như là núi cũng không cản nổi. Đêm nay có thể nói là lần đầu tiên Hà Lăng Phong thể nghiệm được câu tục ngữ này. Như đem chuyện vừa rồi ở sông Bạc Hùng Giá mà nói, chàng gia thua bí tỷ đến chảy túi, phải đứng lên. Nhưng khi Hà Lăng Phong thế vào vị trí của chàng gia, thì những quân bài ngược lại rất là tốt, và bạc cũng từ đó chạy vào túi của chàng sòng bạc hùng gia không phải lớn nên tiền đặt cũng không được nhiều vậy mà hà lăng phong có thể thắng được trên 50 lượng có thể nói đây không phải là chuyện dễ để tự thưởng cho tài nghệ của mình hà lăng phong đã bước vào trong tủ lầu lưu ma tử sau khi chàng thắng đậm ở sòng bạc hùng gia sau khi bước ra khỏi tủ lầu lưu ma tử hà lăng phong đã có chút men say Tùy say nhưng chàng vẫn chưa đến nỗi hồ đồ ít ra chàng vẫn còn nhớ tiểu thúy hẹn sẽ đợi chàng và chàng cũng chưa quên hướng đi đến ngô đông hẻm khi bước vào trong con hẻm quen thuộc hà lăng phong tự nhiên cảm thấy xúc động một cách lạ thường năm mươi lạng bạc tuy không phải nhiều nhưng ở trước mặt của bọn Quỳ nô cũng có thể xem là một gia tài. Đừng cho rằng Hà Lăng Phong lúc nào cũng bận cùng. Có một ngày, khi thời vận đến, thần long nhất định sẽ bay lên trời. Hà Lăng Phong đưa tay vỗ vỗ lên túi bạc nặng dịch, tặng hắn một tiếng, rồi ưỡn thẳng người mặt ngẩng cao, bước thẳng vào cổng chạy môn của Phượng Hoàng Viện. Đêm nay tuy là khuya, nhưng mà cổng đại môn của Phượng Hoàng Viện vẫn còn mở. Quy nô vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong, liền vội mỉm cười bước ra nghìn tiếp, nói Ê hey, Hà Gia, ngài đã đến rồi sao? Hà Lăng Phong ngắn mặt lên nói Ê, thế nào ạ? Ta không thể đến hay sao? Quy nô liền cười giả lả nói Ê, Hà Gia, làm gì mà phải nặng lời dữ vậy? Sợ mời mà còn không mời được nữa là... Hà Lăng Phong nói. Đó là vì những bậc thang trước cửa của phượng hoàng viện quá là cao, nếu không có bạc hai chân không thể nào mà bước vào được đâu đó. Quy nô giả vờ như không nghe thấy, chỉ mỉm cười gọi lớn. Hà gia đã đến, tiểu thúy của nương đấu rồi, mau ra tiếp khách. Bên ngoài cửa vừa có tiếng gọi thì bên trong liền có tiếng đáp lại. Sau đó Quy Nô đưa cho Hà Lăng Phong vào bên trong, giống như là đón tiếp thần tài vậy. Vừa bước đi, Hà Lăng Phong vừa đắc ý nghĩ. Ha, tình tức của bọn họ quá thật là nhanh lẹ, mới đó mà đã biết việc ta thắng đậm ở sông Bạc Hung Giá rồi sao? Vừa bước vào trong phòng, Tiểu Thúy đã ngoảnh đầu đi vẽ trách móc. Đã nói tối đến, hại cho người ta phải chờ đợi số cà ruột. Tại sao đến mãi bây giờ mới tới hả? Hà Lăng Phong cười nói Ta định đến sớm một chút Nhưng thần tài không cho ta đi Cho nên ta mới tới muộn như vậy chứ Nói xong Hà Lăng Phong lấy ra một chiếc túi nặng Nhẹ nhàng đặt vào tay của tiểu thúy Nhỏ nhẹ nói Đây cho nàng Tiểu thúy ngạc nhiên hỏi Hả? Đây là gì? Hà Lăng Phong mỉm cười nói nàng mở ra xem là biết ngay mà. Tiểu Thúy dùng tay bóp bóp nói, hở là bạc. Hà Lăng Phong vẽ đặc ý nói, không sai, chính là bạc, tất cả vừa đúng 50 lượng. Hà Lăng Phong cho rằng Tiểu Thúy nhất định sẽ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, mà sẽ lập tức mở ra đếm ngay. Sau đó sẽ phấn khởi ôm chầm lấy chàng và hôn lên má chàng vài cái, ai ngờ tiểu thúy không có chút biểu hiện vui mừng gì cả nàng không mở ra xem chỉ thuận tay ném tôi bạc lên bàn với giọng trách móc nói uhm, người ta có việc quan trọng nói với chàng vậy mà chàng chỉ biết lo uống rượu và đánh bạc không lẽ ngoài việc uống rượu và đánh bạc ra chàng chưa từng nghĩ về cái chuyện khác hay sao hà lăng phong nói hả à, tiểu thúy đây là ta vì nàng không phải nàng nói mẫu thân của nàng bệnh nặng đang cần tiền để dùng hay sao tiểu thí nói cho dù có cần tiền thì cũng không thể trông chờ vào sự ăn thua ở sông bạc được thứ tiền này có thể dùng được lâu hay sao hà lăng phong nói đương nhiên không thể dùng được lâu nhưng mà hiện giờ vận may đang đến với ta ta thắng dễ dàng giống như là ăn bắp vậy Hôm nay nếu như không phải nghĩ tới nàng, thì bây giờ cho tới sáng, ta nhất định sẽ kiếm được một hai trăm lượng như chơi. Tiểu Thúy, nàng có biết bài của ta tốt như thế nào hay không hả? Tiểu Thúy đáp, Thiếp không muốn nghe bài tốt ra sao. Thiếp đang có việc quan trọng muốn thương lượng với chàng. Hà Lăng Phong nói, Hừ, là việc trị bệnh của mẫu thân của nàng sao? Tiểu Thúy lắc đầu nói, bệnh tình của mẫu thần thiếp đã khỏi rồi còn việc này có liên quan đến chàng hà lăng phong chố mắt ngạc nhiên hỏi hả là việc của ta sao là việc gì cơ chứ tiểu thúy chưa vội trả lời ngược lại bước ra ngoài cửa giờ một cái sau đó cẩn thận bước vào đóng chặt cửa lại tiểu thúy đưa tay nắm lấy tay của hà lăng phong rồi từ từ ngồi xuống giường hà lăng phong Chị cảm thấy tay của nàng lạnh buốt và hơi run run. Chàng không nhịn được liền hỏi: "Thật ra là chuyện gì? Sao lại thận trọng như vậy chứ?" Sắc mặt của Tiểu Thúy có vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Lăng Phong, thiếp muốn hỏi chàng một câu, thật là nghiêm túc và cũng hy vọng chàng trả lời một cách nghiêm túc, được hay không?" Hà Lăng Phong cười: "Được, nàng cứ hỏi." tiểu thúy thở dài một tiếng chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu chàng không đối đãi với thiếp như một kỹ nữ thiếp cũng không xem chàng như là một người khách thường sự việc này đối với chàng và thiếp đều rất quan trọng thiếp xin chàng đừng xem những lời nói của thiếp là lời nói đùa hà lăng phong đành phải nghiêm sắc mặt lại không cười nhưng chàng biết nữ nhân càng nói nghiêm túc và thận trọng thì sự việc đó chẳng qua chỉ là những việc lạc vặt mà thôi. Tiểu Thúy hạ giọng, gần như kề sát bên tai của Hà Lăng Phong. Lăng Phong, chàng là một chàng tuấn kiệt, lại thêm võ công cao siêu. Vậy tại sao chàng không chịu đi hành hiệp giang hồ để gây dựng sự nghiệp mai sau? Hà Lăng Phong im lặng không trả lời, nhưng trong lòng của chàng ngầm cảm thấy kỳ quái. Ha, a à đầu này, hôm nay uống nhầm thuốc gì sao? mà lại ăn nói những cái lời như vậy chứ tiểu thúy lấy nhẹ tay của chàng nói người ta nói chuyện với chàng chàng có nghe thấy hay không đó hà lăng phong nói thì ta đang nghe đây tiểu thúy nói nghe tại sao mà chàng không trả lời hà lăng phong suy nghĩ một hồi rồi nói việc nghiêm túc mà nàng muốn nói với ta chính là việc này sao tiểu thúy nói không sai Chẳng lẽ chàng cứ như vậy cả đời thôi sao Không lẽ chàng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình Hà Lăng Phong cười nói Theo ý của nàng Thì nàng muốn ta phải làm sao Dùng võ công của ta để đi trộm cướp Hay là đi giết người Để tỏ rõ uy phong của mình Tiểu Thủy nói Đương nhiên là không phải rồi Nhưng mà chàng có thể dùng võ công của mình Để đi hành đạo giang hồ Hành hiệp trượng nghĩa Phù nhược chợ cường Hà Lăng Phong nhúng vai nói hey, Đó không phải là việc của ta làm Trên thế gian này chỉ có hai hạng người mới làm những việc hành hiệp như vậy Một hạng là người thật là giàu có Muốn để lại thanh danh cho đời sau Có một hạng nghèo cũng sờ sát đến phát điện lên Đi cướp của của những kẻ hung ác khác Và làm một chút việc tốt Nói tóm lại Bọn họ chẳng qua đều vì hai chữ danh lợi mà thôi Tiểu Thúy nói theo như chàng nói, thì những người hành hiệp trượng nghĩa ngược lại đều là tiểu nhân giả tạo hay sao? Hà Lăng Phong nói, Ta không có nói bọn họ là tiểu nhân, cũng không thừa nhận bọn họ là quân tử. Nếu như hành hiệp, bất cầu danh, thì danh tiếng đại hiệp từ đâu mà có. Nếu như không phải vì lợi, thì những hiệp khách trên thế gian này đã chết đói từ lâu. Bọn họ có thể ăn cơm của mình mà nói chuyện thiên hạ hay sao? Tiểu Thúy nói, Thiếp không muốn tranh luận với chàng về chuyện này. Thiếp chỉ muốn hỏi chàng, chàng không muốn nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho thiếp. Chẳng lẽ chàng muốn thiếp ở đây suốt đời hay sao? Hà Lăng Phong nói, Không phải ta đã từng nói qua với nàng rồi sao? Chỉ cần ta có tiền thì ta có thể chuộc thân nàng ngay. Tiểu Thúy nói, Vậy thiếp phải đợi đến bao giờ? Hà Lăng Phong cười lớn, Ha <laughs> ha Xem tình hình đêm nay, nhất định nàng sẽ không phải đợi lâu nữa đâu tiểu thúy nói không thiếp không thể chờ đợi được nữa một ngày cũng không chờ đợi lăng phong nếu như chàng cần thiếp thì bây giờ chính là lúc mang thiếp đi hà lăng phong ngạc nhiên hỏi bây giờ sao lập tức ngay bây giờ tiểu thúy nói đúng chúng ta phải lập tức cao bay xa chạy chạy đến nơi thật là xa đến một nơi không có ai biết đến chúng ta, cho dù cuộc sống có khổ cực bao nhiêu, hiếp cũng càng tâm tình nguyện. Hà Lăng Phong đưa tay vuốt chán, chàng nói, Tiểu Thúy, nàng đang say hay sao? Thật ra nàng đã say hay là ta đã say? Tiểu Thúy đột nhiên ôm chầm lấy chàng và nghẹn ngào nói, Hiếp vang sinh chàng, những lời thiếp nói ra toàn là những lời thật lòng. Chàng hãy mau mang thiếp đi ngay, nếu không thì sẽ không còn kịp nữa. Hà Lăng Phong nhíu mày nói. Tiểu Thúy, hôm nay nàng sao vậy? Những ngày tháng của chúng ta còn dài, tại sao lại còn không kịp? Hà Lăng Phong chưa nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tiểu Thúy vô cùng hoảng sợ, một tay đẩy Hà Lăng Phong ra, một tay che lấy miệng, còn mặt thì trắng bệch. Ai? Là ta, Ngô Tẩu. Bên ngoài lại có tiếng nói tiếp. Cô nương hãy màu mở cửa, ta đem canh nóng đến để cho Hà Gia uống tỉnh rượu." Sắc mặt của tiểu thúy bớt sợ hãi, nàng đưa mắt nhìn Hà Lăng Phong, rồi hít sâu vào một hơi, sau đó bước ra mở cửa. Ngô Tẩu năm nay đã ngoài 30 tuổi, là người làm việc lặt vặt ở trong Phượng Hoàng Viện, tướng người cao lớn, thể lực khỏe mạnh. Tuy trên đầu của Ngô Tẩu có gắn đầy hoa, và trên mặt bôi đầy phấn, nhưng nhìn thế nào thì cũng không giống một nữ nhân. Ngô Tẩu bưng một mâm gỗ, trên tay đẩy cửa phòng bước vào. Vừa bước vào, Ngô Tẩu đã mỉm cười nói, Hà gia, ngài là người thật là có phúc, nếu như hôm nay ngài không đến, thúy cô nương của bản viện, có lẽ sẽ tương tư ngài đến ngã bệnh mất ngô tẩu lướt mặt nhìn tiểu thúy một lượt rồi nói lão mà mà nghe nói hà gia đã uống rượu nên đặc biệt căng dặn nấu canh nóng đến cho ngài dùng để tỉnh rượu hà gia ngài tranh thủ lúc còn nóng mà uống ngay đi ngô tẩu cười giả lã nói tiếp canh càng nóng giả rượu càng mau bây giờ cũng đã không còn sớm hà gia hãy uống ngay đi rồi còn đi ngủ sớm nếu như còn gì muốn nói Thì hãy để đến ngày mai Hà Lăng Phong nói Được rồi, người cứ đặt xuống bàn Đợi lát nữa ta sẽ uống Nhưng Ngô Tẩu không chịu đặt tô cành xuống Mà quay sang nói với Tiểu Thúy Cô nương đừng trách ta nhiều chuyện Người say thường cảm thấy rất là mệt mỏi Cô nương nên để cho Hà Gia sớm nghỉ ngơi Đừng nên nói chuyện quá khuya. Tiểu thí thấp giọng nói, ta biết rồi. Ngô Tẩu nói, Hừ, biết thì tốt, những cô nương trẻ tuổi phải nên học những điều này, thời gian còn lâu, sợ không nói hết chuyện hay sao. Hà Lăng Phong chỉ muốn cho ả ta mau đi ra, nên liền đưa tay nhận tô canh, ngửa cổ lên uống một hơi, rồi xua tay nói, được rồi Ngô Tẩu, người hãy mau nghỉ ngơi sớm đi. Nếu như người không đi khỏi, chúng ta làm sao có thể nghỉ ngơi đây?" Ngô Tẩu mỉm cười nói, "Hà gia muốn đuổi ta vì sợ ta làm lỡ một đêm ngàn vàng của người sao? Được rồi, ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay." Tuy miệng của Ngô Tẩu nói đi, nhưng chân vẫn chưa cử động, mà vẫn còn đứng cười nhìn Hà Lăng Phong như đang đợi chờ cái gì đó, xem điệu bộ của ả, hình như đang chờ đợi tiền thưởng. Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy nụ cười của ả thật là đáng ghét. Định cho ả một ít bạc để ả cút ngay đi. Nhưng chàng chợt cảm thấy chân tay mềm nhũng, hai mắt nặng chiếu và có một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Mọi người xe rượu đều cảm thấy rất mỏi mệt. Hà Lăng Phong thật sự đã quá mệt. Mệt đến nỗi toàn thân mềm nhũng, còn đầu thì hôn mê không biết gì. Lúc này chàng chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt lại, ngủ một giấc cho thật ngon. Còn việc ngô tẩu có đi khỏi hay không? Tại sao tu canh lại không giải được rượu? Chàng hoàn toàn không còn để ý suy nghĩ đến. Chàng đã đi vào giấc ngủ, trong tâm trạng mơ hồ, và cũng nằm mộng trong tâm trạng mơ hồ. Giấc ngủ này bao lâu, Hà Lăng Phong không hề biết thậm chí hiện tại là ngủ hay là tỉnh chàng cũng không biết hà lăng phong chỉ biết trong khi chàng còn chưa mở mắt ra đã ngửi thấy một mùi hương thơm hương thơm dường như phát ra từ chiếc gối là giống như là phát ra từ túi thơm hương thơm chàng ngập cả gian phòng mùi hương vừa tao nhã cũng vừa xa lạ tuyệt đối không phải là loại hương thơm tầm thường mà các cô nương ở phường Hoàng Viện hay sử dụng. Hà Lăng Phong chở mình lại, tư tư mở to hai mắt ra. Đầu tiên, chàng nhìn thấy một tiểu A Hoàng mặc y phục màu xanh, khoảng chừng 13-14 tuổi, đang đứng ở trước đầu giường của chàng mỉm cười. Mỉm cười sao? Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện ra mình đang nằm ngủ ở trong một gian thủy cát vô cùng tinh mỹ bốn phía giàn thủy cát đều có cửa sổ xung quanh có nước vây quanh và trong đây những loại kỳ hoa hương thơm vừa rồi chính là phát ra từ đám kỳ hoa dị thảo kia phòng cảnh ở đây không khác gì ở tiên cảnh hà lăng phong còn đang ngơ ngác thì tiểu a hoàng đã lên tiếng nói thiếu gia ngài đã tỉnh rồi sao hà lăng phong vô cùng ngạc nhiên ta Tiểu A Hoàng nói: Thiếu gia ngủ thật là say. Phu nhân đã đến hai lần nhưng mà ngài vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ tỳ nữ sẽ đi bẩm báo lại với phu nhân. Hà Lăng Phong liền gọi lại: Ấy, khoan đã, xin hỏi cô nương nơi này là đâu và tại sao ông ta lại nằm ngủ ở đây? A Hoàng trước tiên ngạc nhiên rồi đưa tay lên che miệng cười khúc khích nói: Thiếu gia ngài vẫn còn chưa tỉnh rượu hay sao? bà lại hỏi những lời như thế chứ hà lăng phong nói không bây giờ ta rất tỉnh táo ta thật sự không biết nơi đây là đâu a hoàng lại cười khúc khích thiếu già chẳng lẽ ngài bệnh rồi sao tại sao ngay cả nhà của mình mà cũng không nhận ra nữa hà lăng phong cũng ngạc nhiên hơn hả nhà nhà của ta sao tiểu a hoàng nói đúng như vậy Ai lại không biết nơi này chính là Thiên Ba Phủ, lừng danh Thiên Hạ. giang Thủy Cát này chính là Cúc Hương Thủy Cát, là ở phía sau của phủ mà ngài thích nhất đấy. Hà Lăng Phong lẩm bẩm. Thiên Ba Phủ, Cúc Hương... Đột nhiên, chàng ồ lên một tiếng nói. Cô nương nói nơi đây chính là Củ Khúc Thành, Thiên Ba Phủ. Tiểu A Hoàng nói. Hề tạ trời tạ đất, đốt cuộc rồi ngài cũng đã tỉnh lại rồi. Hà Lăng Phong nói, vậy còn ta là ai? Tiểu A Hoàng nói, hả, ngay cả ngại mà còn quên mình là ai sao? Hà Lăng Phong lắc đầu nói, không phải là quên, ta vẫn còn nhớ mình là người như thế nào, nhưng mà ta và Thiên Ba Phủ căn bản không hề có chút quan hệ, vậy tại sao lại ngủ ở đây chứ? Tiểu A Hoàng đột nhiên tắt hẳn nụ cười, mở to mắt ra nhìn chàng rồi nói, Thiếu gia vừa nói cái gì vậy ngài cho rằng mình không có quan hệ gì với thiên ba phủ hay sao hà lăng phong đáp không sai ta họ hạ sống ở lạc dương tuy từ lâu đã mến mộ thanh danh của thiên ba phủ nhưng mà xưa nay chưa từng có qua lại tiểu a hoàng sửng sốt nói cái gì người họ hạ sao đúng vậy người người nói chưa từng có qua lại với thiên ba phủ không sai, người, người, người ngay cả mình cũng không nhớ sao trời. Ờ, không, ta nhớ rất rõ, ta họ hạ. Tiểu A Hoàng mắt nhìn chàng liên tiếp rồi lùi sau hai bước, sau đó xoáy người bỏ chạy, giống như là bị ma đuổi. Vừa chạy ra khỏi thủy tạ, Tiểu Hoàng gặp phải hai người. Đó là hai chủ tớ, người hầu nữ mặc quân mau vang tuổi tác lớn hơn tiểu A Hoàng đôi chút. Tên hầu nữ đang dìu một thiếu phụ từ phía cầu đi qua. Nhìn thấy tiểu A Hoàng đang hớt hải chạy qua. Người hầu nữ liền chụp lấy tay của ả, hỏi ấy Tiểu Lan, ngươi làm gì mà khủng hoảng như thế chứ? Tiểu Lan dừng lại, thở dốc nói Phu nhân, mai nhị tỷ hai vị thật đúng lúc Hãy mau đi xem thiếu gia đi, ngài ấy, ngài... Người thiếu phụ nói, thiếu gia như thế nào? Tiểu làng nói, thiếu gia không biết làm sao nữa, cứ mở miệng ra là nói không biết nơi này, lại nói mình họ hạ, và chưa từng có qua lại với thiên ba phủ. Người thiếu phụ vẽ thất kinh, hả? Có chuyện này hay sao? Mai Nhi liền lên tiếng, phụ nhân đừng có nghe lời của nó nói, chắc chắn là sau khi tỉnh lại thiếu gia có ý chọc nó mà thôi. Tiểu Lan vội nói Sự việc này hoàn toàn là thật Thiếu gia nói rất là nghiêm túc Tuyệt đối không phải là nói chơi đâu Không tin phu nhân có thể đích thân Đến đó xem thử Người thiếu phụ hơi châu mày Nhưng không nói gì Liên vội vàng bước vào trong thủy tạ Khi nàng nhìn thấy Hà Lăng Phong Đang nằm yên lặng ở trên giường Thì mớ thở phào ra một tiếng Nói À thù tiểu lan này Thật là đáng đánh mà làm sao cho ta hú hồn hú vía như vậy? Các người xem, không phải thiếu gia đang bình thường đó hay sao? Mai Nhi nói, đúng vậy, Tiểu Lan thường hay điên điên, nói toàn những lời hồ đồ như thế. Tiểu Lan tức tối nói, nô tỳ thật sự không có hồ đồ, là chính miệng của thiếu gia nói như vậy mà. Mai Nhi nói, ha, người còn cố cãi hay sao? Thiếu gia vẫn bình thường như vậy, làm sao có thể? hà lăng phong liền lên tiếng cắt ngang lời của mai nhi vị cô nương này đừng trách lầm cô ta những lời vị cô nương kia nói hoàn toàn là thật ta à, quả thật là họ hạ và chưa từng đặt chân tới thiên ba phủ sự việc này có lẽ là một sự hiểu lầm thôi mai nhi nói với giọng ngạc nhiên hiểu lầm hiểu lầm điều gì chứ hà lăng phong nói Ta nghĩ các vị đã nhìn lầm ta thành một người khác rồi. Mày nhì ngờ ngát đưa mắt nhìn người thiếu phụ, dường như là không còn dám tin tưởng vào tay của mình nữa. Người thiếu phụ cũng vô cùng ngạc nhiên, nói. Thất Lan, chàng không nên nói đùa với bọn A Đầu như thế, cho dù có nói chơi cũng đừng thái quá. Chàng có nói đùa cũng không hề gì nhưng mà nếu như chuyện ra ngoài thì thiên ba phủ còn ra thể thống gì nữa hà lăng phong nói những lời của ta nói toàn là sự thật tuyệt đối không có một chút đùa cợt trên mặt của người thiếu phụ có vẻ thoáng buồn nói chàng cho rằng mình thật sự mang họ hà sao hà lăng phong nói không phải cho rằng mà là ta thật sự mang họ hà người thiếu phụ nói vậy thì chàng có nhận ra thiếp là ai hay không hà lăng phong lắc đầu nói xin lỗi ta chưa từng gặp qua phu nhân vừa rồi nghe hai vị của nương đây xưng hô ta nghĩ người nhất định là phu nhân của thiên ba phủ dương đại hiệp người thiếu phụ vừa giận lái vừa cười quay sang nói với mai nhi người nghe ngay cả ta và thiếu gia cũng không hề quen biết mai nhi nói có lẽ đêm qua thiếu già uống quá say Nên đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh đó Hà Lăng Phong liền nói Không phải, hiện giờ ta rất tỉnh táo Mỗi lời của ta nói đều hoàn toàn đúng Trong mắt người phụ nữ đã ngấn lệ vẻ phẫn nộ nói Việc này đều tại bọn la gia Cứ mỗi lần thiếu gia say mềm mới chịu cho về Bây giờ ngay cả dành tánh của mình thiếu gia cũng không còn nhớ nữa mai nhi thấp giọng nói phụ nhận có cần mời la gia đến phủ hay không người thiếu phụ âm trầm rồi nói đúng vậy ta muốn xem hắn ta có thái độ như thế nào nói xong nàng quay lại căn dặn tiểu lan ngươi hãy đi một chuyến thuận tiện mang theo mấy phong thư vào cho hắn kêu hắn mời tất cả những ai cùng uống rượu đêm qua đến đây nhớ không được thiếu một người nếu ai không đến thì đừng có ân hận tiểu lan dạ một tiếng rồi quay lưng bước đi ngay đột nhiên hà lăng phong lên tiếng hỏi là gia mà phu nhân định mời đến có phải là quan lạc kiếm khách là văn bính ở lạc dương hay không người thiếu phụ nói không sai cuối cùng chàng vẫn còn nhớ được tên của một người. Hà Lăng Phong thở ra một tiếng. Ta đã từng quen biết là Văn Bính, nếu như có thể mời được hắn ta đến thì mọi chuyện sẽ rõ ngay. Người thiếu phụ hứa nhẹ một tiếng. Mong rằng hắn ta cũng sẽ nhận ra chàng và hy vọng hắn còn nhớ được hắn là ai. Câu nói này rõ ràng chứa đầy sự giận dữ nhưng Hà Lăng Phong chỉ mỉm cười mà không hề nói gì. Chàng tin tưởng rằng quan lạc kiếm khách là Văn Bính đã nhận ra chính mình, thì cũng sẽ nhận ra chủ nhân dương tự úy của thiền bà phủ. Đợi đến lúc ấy, chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhưng có điều chàng không sao hiểu được. Rõ ràng đêm qua chàng nằm ở trong phòng của tiểu thúy ở phượng hoàng viện. Vậy mà tại sao Đột nhiên lại đến thiên ba phủ này Tất cả những sự việc này Thật ra là thật Hay là trong mộng Nếu như là mộng Thì đây quá là một cơn Quái mộng